Mến chào các bạn, rất vui chào đón các bạn đã vào xem video của Kim Trang USA nhé. Nơi đây là khu vườn Trung Quốc nha mọi người. Đấy, một không gian rộng lớn được người ta tái hiện lại thành một khu vườn cảnh theo phong cách Trung Hoa nè các bạn. Đó, rất là đẹp. Theo như chúng ta được biết thì Trung Quốc có thơ ca và hội họa cũng rất là nổi tiếng. Bên cạnh đó thì kiến trúc Trung Quốc cũng là trường phái nghệ thuật đặc biệt và có lịch sử từ rất lâu đời. Thuật trong những khu vườn mang đặc trưng của đất nước Trung Quốc. Đấy, đây các bạn, để mình quay cho các bạn xem nhé. Vườn Trung Quốc thì nó có đặc điểm khác với vườn Nhật là ở chỗ là vườn nó mô phỏng lại vẻ đẹp của tự nhiên và ảnh hưởng đạo Khổng Tử khá nhiều. Với niềm tin tuyệt đối về sự cân bằng sẽ đạt được thông qua sự hòa hợp của những thứ đối ngược nhau như là tĩnh và động, đá và nước, sáng và tối, vân vân. Nó tác động vào xúc cảm của con người, vẻ trầm mặc, sâu lắng. Vì thế mà xưa kia những khu vườn Trung Quốc thường là nơi để các nhà hiền triết làm thơ, bàn bạc việc chiến sự, thưởng rượu dưới ánh trăng với tri kỷ của mình, hay là nơi ẩn cư của một số thi nhân nổi tiếng. Đào hả? Cái đào này. Ừ. Ở này cái đào này các bạn, ở trong đây cũng có cái đào. Thì đào có. Cái sai quá chừng này không?
Trời ơi, rùa quá trời nè. Rùa đó. Đây, đây ông xã mình nè. Xã mình xuống ngắm mấy con rùa đó. Biểu trưng sự hiện diện của con người trong thế giới tự nhiên. Những yếu tố quan trọng trong khu vườn truyền thống mà mang phong cách sân vườn của người Trung Hoa là như là chùa chiền nè, đá lát, những đình thủy tạ, những cây cầu, cửa cổng. Ở đây có một thác nước nha mọi người. Thank you.
mát quá ha. Đẹp. Đẹp quá các bạn. Đi vào bên trong này rất là mát nha mọi người. Đi vào bên trong này nó có hơi nước, rất là mát, rất lạnh rồi. Hiện bây giờ thì trời rất là nắng nha mọi người. Bên ngoài thì rất là nắng. Giờ ngồi ở đây rất thích ngồi ở đây. Mệt nước rồi. Mát từ từ. Rất là thích. Đây,
chuối đang ra hoa đó, đang ra quầy đó, chỗ quầy đó các bạn, đang ra trái đó mọi người. Ngay đây là một khu vườn bonsai. Đó. Người Trung Quốc họ cũng thích chơi bonsai nha các bạn. Đó. Họ cũng thích chơi cây cảnh. Bên đây đã làm khu vườn.